Bình minh ơi, về chưa? Là đây đấy, đánh răng cùng tôi không? Anh đồng ý. Ai kìa? Làm gì thế, ai đâu ta? Có. Ai? Em nè. Em. Úi giời. Là cô bé hồi nãy đó hả Lan? That guy, but my name is Nguyễn, họ Nguyễn, gọi là Nguyễn, not Lan, ok. Chào Nguyễn. Chào anh. Em, có biết anh đang không? Đang nào? Đang ung dung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Không, không biết. Vậy em có biết anh thương không? Thương nào? Thương cho tấm thân cơ hàn, ngồi lặng nhìn con đò sang ngang. Là thằng nào? Là anh đấy em. Anh tên Thương hả? Không, anh tên Giang. Vậy hỏi anh Thương chi? Thương là họ lót của anh. À, anh tên Giang Thương. Thương Giang má ơi. Thương là họ lót của anh. À, lót Thương Giang. Dạ. Cái gì đấy em? Anh tên là Thương Giang thôi. Thì lót, họ lót, lót Thương Giang. Anh mới nói lót là họ lót tên anh đó, Thương là họ lót. Ý anh nói là lót ở đây là cái tên đệm đấy, còn anh là họ Võ. Võ Thương Giang. À, lót là đệm á hen. Đúng rồi. Rối quá. Võ Thương Giang, đúng chưa? Chào anh. Chào em. Nhưng mà không có biết anh. Vậy em có biết anh Lâm không? Em biết, biết rõ lắm. Lâm nào? Lâm ơi, Lâm ơi, Lâm, Lâm có biết, biết cái không? Cái gì đấy? Bài đấy là bài chuyện người trinh nữ tên Thi mà. Chứ có phải là tên Lâm đâu mà em hát cái gì xàm xí thế? Thì em bắt trend theo anh mà, dính không dính thôi. Chứ em có biết anh Lâm nào đâu. Lâm bạn thân của anh. Anh mới nói chơi với nhau từ nhỏ. Mà anh đi ra ngoài Bắc cả 10 năm rồi. Ngày hôm nay anh đi vào trong Nam. Mà nhà vợ nó là làm cái gì về may áo bà ba giàu lắm. Có quả nó tên Hân Hân gì đấy. Hân Nguyễn đúng không? Sao em biết? Hân là chị em, Nguyễn là em, Lâm là anh rể em. Và nhà Mai Hân Nguyễn anh muốn tìm. Đây nè. Cái gì? Mày muốn ký hợp đồng mua áo bà ba của tao 1 năm hả? Đúng vậy. Tao có một công ty giải trí ở trên Sài Gòn, chuyên đào tạo ca sĩ diễn viên đấy, hay làm những chương trình về miền Tây, cho nên là rất cần áo bà ba. Đợt này về biết nhà vợ mày may áo bà ba nổi tiếng, nếu mà ok ấy, hai thằng ký hợp đồng với nhau làm ăn lâu dài. Mày thấy có được không? Tuyệt vời, 10 điểm. Vô. Vô. À, rượu ngon quá. Lâu rồi gặp lại, không ngờ mày bây giờ trở thành giám đốc một công ty lớn nha. Đẹp trai, trưởng thành ngon lành. Công ty tao cũng vừa vừa thôi. Cái tao cũng bất ngờ về mày đấy. Không ngờ cưới được vợ sang, nhà to, may áo bà ba nổi tiếng. Với lại có cô em vợ nhìn xinh nữa. Ê, ghen em hả? Ờ đúng rồi. Đã quá anh ơi. Cho anh rút lại lời khen nhé. Sao vậy? Tại phụ nữ uống rượu nhiều không có tốt đâu em à. Bữa nay nữa thôi. Thôi, vậy vô đi, vô đi. Vô, vô, vô. Vô đi. Đang vui mà. Vô, 1, 2, 3, vô. Mời tới, mời tới. Em xin lỗi, để em đi chợ mua khác về làm. Đấy, nha. Không sao đâu em. Không sao đâu. Không sao. Ủa, đi đâu mất rồi? Ở đây rồi. Nhanh như chớp vậy hả? Ừ, nhanh như game show vậy đó. Mà lâu lâu hậu đậu xíu anh thông cảm nha. Ừ, không sao đâu. Không sao đâu. Mà công nhận là vợ mày đẹp thật đấy. Nấu qua mì còn ngon nữa. Sao biết ngon? Anh mới ăn được cọng này.
mà hơi cay. À mà con gái mà nấu ăn cay này á là ghen lắm á. Vợ tao không có biết ghen. Đúng rồi đó, chị hai em cái gì cũng biết ngoại trừ ghen. Ôi phàm là con gái ở trên cuộc đời này ai cũng phải biết ghen hết ấy. Mà vợ tao không có biết ghen thiệt. Mày đừng có bênh nữa, tao trải qua 2-3 đời vợ tao biết nữ nào mà không ghen, không ghen ít ghen nhiều à. Má ơi, 2-3 đời vợ mà còn đĩa tôi cho tam tai hay gì? Không có, anh ly dị hết rồi. Cũng bởi vì ghen tuông đó, cuộc sống vợ chồng ấy mà mình ghen tuông nó áp lực và mệt mỏi lắm, cho nên anh cho ra tòa hết rồi. Thiệt mà, chị hai em không có biết ghen. Thiệt, vợ tao không có biết ghen. Mày có dám cá với tao không? Mày muốn cá làm sao? Bây giờ tao đưa ra tình huống, mày cứ làm theo. Nếu như mà vợ mày ghen ấy thì mày thua tao 20 triệu, còn không á thì ngược lại. Có dám chơi với tao không? Được, chơi. Vô. Phụ nữ rất ghét bị chê và khen người khác trước mặt mình. Trời ơi, tôm thì nó mặn chát, còn đồ rau nó khô queo, canh lạc nhách, cơm mình nó trắng nhách gì sao ăn. Anh hai sao vậy? Anh thấy bình thường mà. Cơm trắng, canh lạc, rau luộc nhẹ nhàng, thịt kho hay mặn, nó đúng mà. Đúng gì đúng, anh thấy dở ẹt à. Không bằng một góc chị Tư nhà cái bên nữa. Bộ anh ăn ở bển hay sao mà anh biết? Thì dĩ nhiên anh ăn rồi mới biết. Anh quá rồi. Ờ. Anh ăn ở bển ngon luôn á hả? Ờ. Ở bển á hả, không những bà Tư bà nấu ngon nghe, mà bà còn đẹp nữa. Ta nói nước da nó trắng tươi à. Vòng 1, vòng 3 thì nó to đùng. Trời ơi. Vòng 2 thì nó thon gọn. Ta nói con người gì đâu mà nó đâu vô đó. Đã lắm. Ờ. Là anh nói chị Tư hôm nay rất là xuất sắc. Đẹp rạng ngời, nấu ăn ngon. Ừ. Là anh chê chị hai nhà em nấu ăn dở, xấu, đúng không? Anh nhắc anh ăn thèm vậy nè. Trời ơi, là anh đang chê chị hai em xấu thiệt. Không, anh không có chê chị hai xấu, mà nói chung là không có mới. Nói chung là chê chị hai em xấu. Chị hai em không có xấu, mà không có mới. Không có mới là xấu rồi. Ý anh là... Thì ý anh là gì nữa chứ còn gì mà là không là. Thôi mà, hai anh em sao vậy? Tự nhiên cãi nhau à? Chứ chị coi đi, tự nhiên cái anh chê đồ ăn của chị. Thì chị nói cơm dở, cả xóm này ăn không biết. Nhưng mà anh nói chị cũ kìa, chị cũ củ xì luôn á. Nói chị Tư mới tin kìa. Thì chị Tư bả đẹp thiệt, chị nhìn còn mê, không chê ảnh. Ủa nhưng mà tự nhiên cái ảnh chê chị vậy, cái chị không ghen hả? Không, thôi ăn cơm đi. Dạ. Phụ nữ rất ghét đàn ông lén lút. Anh xem mẫu này đẹp không anh? Ủa em, điện thoại nãy giờ reo quá trời sao em? Em coi ai nhắn tin vậy? Làm chi? Trời ơi, em đọc coi ai nhắn tin cho anh. Em đâu có nhu cầu biết đâu. Trời ơi, bữa nay người ta nhắn nhiều, quá trời nhiều luôn kìa. Em phải coi ai nhắn cho anh chứ. Nhưng mà từ đó tới giờ em đâu có thói quen lục điện thoại của anh đâu. Mà trời ơi, bữa nay lỡ gái nhắn tin cho anh sao? Bình thường mà, ai biểu, trời em đẹp trai quá làm chi. Mà lỡ gái nhắn tin thiệt cho anh thiệt, em cũng không ghen luôn hả? Phụ nữ cực kỳ ghét đàn ông say xỉn, gian gian, díu díu, mập mờ.
rồi chưa? Anh đi được chưa? Vô vô. Đứng lại. Vợ, chưa ngủ hả vợ? Đi sớm về trễ, áo đầy son môi, có mùi lạ nữa. Anh giấu em gì phải không? Tại sao anh giấu em? Tại sao anh giấu em? Mùi nước hoa mới này như mùi xịt phòng á, nhưng mà em thích. Anh định tặng em phải không? Còn mẫu áo đầy vết son môi này, em nghĩ á, nếu như mà in một hai vết á, tạo điểm nhấn á, thì còn đẹp. Còn cái này in lung tung, nhìn rối lắm, nhưng cũng là điểm sáng tạo đó nha. Em biết á. Em biết gì nữa? Em biết là em mê ca hát. Kinh doanh á, chỉ là phụ giúp gia đình thôi. Nhiều khi á, công việc áp lực, em mới lỡ nhậu xỉn. Nhưng mà cứ ngủ nhà bạn thì phải gọi về báo cho em để em đỡ lo nghe không? À, anh biết rồi. Ủa mà anh có những biểu hiện lạ vậy, không ghen hả? Tất nhiên là không rồi. Tao thật sự không phục. Tao không tin là trên đời này lại có một người phụ nữ không biết ghen chứ. Anh không tin thì anh cũng thua 3 lần rồi, còn muốn cái gì nữa? Đúng đó, vợ tao không biết ghen mà. Tao muốn cược thêm một lần nữa. Cái gì? Nữa hả? Đúng như vậy. Nếu như mà anh thua ấy, anh sẽ đặt cọc và ký hợp đồng với anh em trọn đời. Đồng thời tao sẽ quay cho mày 100 MV miễn phí để lăn xê mày thành ngôi sao. Còn nếu như tao thắng, mày phải trả lại tao 60 triệu và thua thêm 20 triệu nữa là được. Chơi! Chơi gì anh? Ủa? Hả? Sao dẫn chị tới đây? Có chuyện quan trọng lắm. Có ai trong nhà không? Có ai ở trong nhà không? Mở cửa đi! Ủa? Ủa? Anh hai? Sao hai chị em tới đây? Ủa? Sao chồng ở đây? Anh tới đây đo đồ. Có thật sự là đo đồ không? Hả? Ừ, anh đo đồ mà. Thật vậy sao? Ừ. Thật là anh tới đây đo đồ sao? À, gì mà gì vậy Mình? Mình? Dạ đúng rồi chị, chồng em. Ủa chị là ai vậy? Chồng! Ờ, chị này là ai vậy chồng? Vợ em. Vợ anh hả? Ừ. À, dạ em xin chào chị Trà Đường. Em là Trà Xanh, bồ nhí của ảnh. Và chuẩn bị làm vợ của ảnh rồi chị. Ê! Hả? Ở nhà đập đá uống cà phê nhiều quá hay sao vậy? Ông tưởng vậy mất. Nè, tôi không uống cà phê. Với nhà tôi không có bán nước cho nên không có đập đá gì hết trơn á cô ơi. Ủa, tự nhiên mắc gì nói đây là vợ gì? Bao lâu đi? Rồi? Em hỏi anh bao lâu rồi? Một năm rồi chị. Trời ơi, em kể cho chị nghe. Em với anh yêu nhau đó. Một năm rồi, khi mà ngồi ở quán nhậu anh kể với em là anh có vợ. Mà anh chị biết sao không? Vợ của anh á không có linh hoạt. Cái kiểu mà cấu trúc mà hai vợ chồng mới ở với nhau không có được. Rồi em nghe vậy xong rồi anh còn nói với em á là vợ anh giàu lắm, cho nên là muốn quen ai là quen à. Cho nên em nghe vậy mới xà vô chị. Chứ em xà vô chị chứ mệt mỏi em gì. Ê Trà Xanh, thấy trà của mấy người hơi móc rồi đó nha. Nói chuyện gì đâu mà nghe tào lao quá vậy. À, trời ơi, nói chuyện với mấy cái người không có ý thức, có mệt mỏi quá. Tao đang nói chuyện bên đây, xí xí vô hoài. Thì kệ tôi đi, tôi thích tôi xíu tôi lại gia đình chứ bộ. Anh nghĩ sao vậy? Cái gu thẩm mỹ viện của anh lạ lắm. Những cái người đẹp á không quen thì ở trên cũng được, đi đi quen mấy cái người mà sơ gan cổ trướng như vậy. À không phải đâu, cái này lại chắc vô nhậu nhiều nè, con gái giờ hư lắm. Ủa là cái người mập vậy mà anh cũng quen được? Chị nhìn là bản thân của mình khi mà chị chửi em cái câu đó nha. Sao tôi lại người đầy đặn, đều đặn từ trên xuống dưới còn cô kìa. Cái chỗ ở trên thì ốm nhơm, ở dưới ốm nhơm, ở giữa mập lù. Uống bia cho cố vô rồi á, bụng mỡ. À không, những cái cô gái mà không có não tôi khó nói chuyện quá, mệt mỏi quá. Ủa, nghĩ sao cái bụng gì mà nói bụng bia vậy? Nè, tôi không báo cho chị biết nha. Đây là kết quả tình yêu của hai tụi em đó chị. Kết quả tình yêu là cái gì? Là con đó chị. Con thì nói con, đúng không? Bà là kết quả tình yêu dân chứ. Cái gì vậy? Là con của anh hai tôi hả? Dạ. Anh nói với em vậy nè. Trời ơi, anh chia sẻ thật lòng lắm. Anh ở với chị, hai vợ chồng không có con được. Đụng vô chị, không có con, không có điện, không có nước gì hết trơn á. Anh đụng với em cái 6 ngày có con thành 6 tháng rồi chị thấy chưa? Ê, quỷ hay sao mà 6 ngày có bầu điện chứ? Em nói gì vậy? Trời ơi, em chưa nói hết mà em mắc nói quá mà. Phải để cho em nói chứ chị. Mình là đàn bà phụ nữ, hiểu không? Đàn ông trên đời này trung tình thì nhạt nhẽo, còn miệng dẻo thì không có trung tình, chị hiểu chưa? Mình là phụ nữ, có
có cái não để làm cái gì. Động não lên chị, như chị gọi là ngu đó, chị biết chưa? Thôi đi, không quá đáng rồi đó. Nghe anh nói nè, không phải như ông. Từ nay trở đi, tôi muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Mày ơi, trời ơi, dí theo đi, đứng đây chị nữa. Khổ ghê á, đừng nói nữa. Chị gái, chị thấy em diễn tốt không chị? Tốt bà nội tao á, mày là con điên. Trời ơi, chị ơi, anh ơi. Thấy chưa, phụ nữ nào mà không biết ghen. Tao thắng rồi nha. Ngủ cái này mát không anh? Em thử ra đây ngủ đi rồi biết. Trời! Hả? Cái gì vậy? Cái gì mà hai con mắt nó nâu như gấu trúc vậy? Có ngủ được gì đâu. Em biết mà, anh hai buồn lắm đúng không? Không, mũi cắn quá ngủ không được ơi. Biết về khỏi ra thăm ha. Tưởng đâu buồn, ai về đâu mũi cắn ngủ không được. Thôi, húp miếng yến đi. Em nấu cho anh hai nè, làm miếng đi anh. Em ăn nổi đâu, em ăn đi. Ăn miếng đi. Thôi em ăn đi, em ăn nổi. Hả? Ủa em ăn thiệt hả Út? Ủa chứ anh hai kêu mà. Vậy nó ăn thiệt luôn. Ủa chứ sao anh kêu em ăn? Có năn nỉ giùm chị hai giùm anh chưa? Chưa. Ủa gì vậy, sao vậy? Sao chứ... không năn nỉ gì hai giùm anh? Chứ anh thấy cái chuyện này đâu có nhỏ đâu. Bả đang quạo, ai dám hỏi. Từ từ đi để em tính cho. Trời ơi, ngủ dày ở được. Ghê thiệt chứ. Trời ơi, nó bự bằng em luôn rồi nè. Ghê chưa? Đó, vậy đó sao anh ngủ được. Không ngờ anh lâm vào cảnh màn trời chiếu đất giống vậy. Cái này là tại anh nha. Tại anh ngựa. Trong khi bên kia có cái giường tre, thấy không, ở trong nhà. Mặc dù là bên hiên thôi, nhưng mà có mái che đàng hoàng, cũng đâu có mũi mọng gì đâu. Tự nhiên hứng ra đây nằm á, nằm trên gì, trên sỏi đá rồi mùng mờ này kia. Tại anh chứ ai mà còn tháng gì. Thì anh thấy nằm vậy chị hai em nhìn thấy mới cảm thương. Cảm thương hay cảm lạnh? Chị thấy sắp trúng gió rồi nghe. Anh hai bậy bạo hết. Tự nhiên bày ra ba cái trò cá cược chi thành ra giờ như vậy. Thì cũng bậy thiệt. Sao nhìn em? Em nói đúng mà. Sao em không binh giật anh gì hết trơn? Cũng muốn binh nhưng mà kỳ này anh em mình bậy lắm. Lỗi cũng một phần ở em. Lẽ ra ngay từ đầu em nên ngăn cản anh. Mà cũng không đúng nữa. Tại vì ba lần đầu anh em mình thắng mà đúng không? Đúng rồi. Đang ngon cơm quá trời. Tự nhiên lần thứ tư thua vậy. Nè anh hai, anh có thấy có cái gì đó lạ lạ ở đây không? Lạ lạ hả? Rõ ràng là mình đâu có giận cô gái nói những cái lời lẽ đó cho chị hai đâu. Mình chỉ kêu bước ra đưa cái bụng bầu thôi mà, đúng không? Mà cô nói sai quá trời quá đất luôn. Rõ ràng có gì đó sai sai ở đây. Rõ ràng là... Ủa? Chị hai đâu vậy ta? Ủa? Ổng đâu rồi ta? Anh ơi đừng bỏ anh. Chết cha, có biến rồi. Hân, đừng bỏ nhà được không? Buông ra, tôi bỏ nhà đi rồi nào. Chứ em xách vali đâu? Thì tôi đi giao đồ cho khách. Trời ơi, thấy chưa, em đi giao đồ cho khách. Ủa, vậy là em không có bỏ nhà đi hả? Hân ơi, chuyện hôm bữa chỉ là hiểu lầm thôi em. Hiểu lầm, 30 tuổi đầu rồi mà anh nói là hiểu lầm. Hiểu lầm là hiểu lầm sao anh Lâm? Anh nói thiệt mà. Thôi đi, tôi tưởng anh hiền lành chung thủy chất phác. Ai vậy à, anh cũng như bao người đàn ông tầm thường khác. Em nghe anh nói đi mà, Hân. Tại sao vậy anh Lâm? Tại sao anh lại đối xử với em vậy? Mọi thứ tốt đẹp á, tôi đều luôn dành cho anh. Tôi sợ anh thiệt thòi, thua kém bạn bè. Để anh ở không, rồi anh đem tôi ra làm trò cá cược hả? Anh làm cái gì á, tôi biết hết trơn á. Chỉ qua là tôi diễn cho anh vui thôi. Chứ hả, anh nghĩ đi, phụ nữ nào mà không ghen, người ta yêu mới ghen chứ. Để rồi hả, bây giờ anh cấm sừng tôi mà anh còn nói là hiểu lầm. Hiểu lầm là hiểu lầm sao anh Lâm? Em nghe anh giải thích đi. Anh có biết trong tình yêu điều gì là quan trọng nhất không? Đó là sự tin tưởng. Anh đã ngoại tình còn vô trách nhiệm, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
thối thế? Ủa Nguyễn, em cho anh ngửi cái vớ của ai mà thối thế? Cái vớ của anh này chứ của ai? Thối quá. Tự nhiên. Ôi. Sao? Ủa. Cái gì? Sao em lại chối anh? Anh chính là cái người nói cho chị tôi biết tất cả chuyện cá cược của tụi mình đúng không? Ôi em ơi, anh làm sao mà là con người như thế được? Em hiểu lầm anh rồi. Cô gái nói chuyện sai thoại. Và chị tôi biết câu chuyện này, tôi không nói anh hai, tôi không nói thì chỉ có anh nói thôi. Khai đi, anh là người làm đúng không? Anh nói anh không nói mà em thả anh ra đi rồi từ từ anh nói cho nghe. Anh có làm cái gì đâu mà khai. Bây giờ anh không khai á, anh đừng trách tại sao nó biển lại mặn nghe chưa. Một người con gái đẹp thì em không nên dữ dằn như thế này. Em dữ lắm hả? Ừ. Từ từ bình tĩnh nghe anh nói. Anh cứ nghĩ là em mê anh, em chuốc rượu say anh để em tỏ tình với anh. Không ngờ em hiểu lầm, em chuốc rượu say nhưng mà chói anh cái này. Thôi cởi chói cho anh đi, anh không có làm gì đâu. Thì đó, thật ra là anh thông cảm đi em. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Định sử dụng nam nhân kế với tôi hả? Tôi không có mắc lừa anh đâu. Tôi nói cho anh biết nè, tôi không có chuốc say anh mà tôi cho anh uống thuốc ngủ. Tôi không có mê anh mà tôi chê anh. Anh là cái người phá hoại gia đình chị tôi đúng không? Bây giờ có khai không? Có khai không? Anh đau lòng quá. Anh đẹp trai như thế này mà tại sao em lại đối xử anh như thế? Em hiểu lầm rồi, anh không bao giờ anh làm những cái chuyện gian dối như vậy đâu. Tôi hỏi là lần cuối anh có khai hay không? Anh không có làm thì lấy cái gì đâu mà khai. Trời ơi. Em làm cái gì đấy? Không nên nói dối. Anh không có nói dối. Nói dối là nói không đúng sự thật. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nói dối mà người ta biết được thì kể như mình bị cô lập, không còn ai muốn thân cận với mình. Anh là con nhà Phật mà, anh không bao giờ nói dối đâu. Thì tôi theo Phật giáo lại càng không nên nói dối. Bởi nói như thế sẽ phạm tội đại vọng ngữ. Tội đại vọng ngữ sẽ đọa vào ba đường ác. Đức Phật dạy. Thôi em tắt đi. Người nói dối. Anh khai. Khai đi. Anh đang làm chuyện này đúng không? Đúng. Là anh làm. Chính anh là người nói với chị em để chị em nổi điên lên, đem chị em ra làm trò cá cược. Nhưng mà anh không ngờ ba lần đều thất bại, tới lần thứ tư mới thành công. Tại sao làm vậy? Hả? Tại sao làm vậy? Hại hai em. Trời ơi, hại anh hai tôi. Trong khi hai người là bạn thân, hại anh hai tôi là cái gì? Hả? Thôi anh không nói đâu. Vì anh là người xấu cho nên anh hại anh hai em. Trời, hại anh hai tôi. Trời ơi, tức quá đi. Anh với anh hai tôi là bạn thân của nhau mà anh hại anh hai tôi để được cái gì hả? Vì anh ham thắng thua thôi. Anh là con người háo thắng. Anh nói dối, anh nói dối. Anh có một cái âm mưu đằng sau đó, có một sự thật gì đó anh giấu tôi đúng không? Không, anh làm gì có đâu. Bây giờ anh có khai sự thật đằng sau không? Trời ơi, anh có làm cái gì nữa đâu, anh khai hết rồi còn cái gì nữa đâu mà khai. Tôi hỏi anh lần cuối anh có khai không? Anh có cái gì nữa đâu mà khai, anh khai hết rồi. Em làm gì đấy? Em làm gì đấy? Nhột. Nhột. Em làm như thế này là chỉ làm anh mắc cười thì thôi chứ làm sao thối thế. Thôi được rồi, khai. Thối quá. Đúng rồi, khai đi. Thôi bỏ ra. Khai. Anh khai. Thôi. Khai đi. Thôi, anh khai. Khai đi. Thôi. Khai. Thôi. Thôi quá. Khai đi. Hả? Đằng sau sự thật này là gì? Có người thuê anh. Ai? Ai thuê anh? Là tình địch của thằng Lâm. Bởi vì ngày xưa chị em bỏ nó đi theo thằng Lâm, cho nên nó mới hận thù, nó mới cay cú, nó mới thuê anh hại thằng Lâm. Thằng khốn nạn. Ấy, anh. Sao mày làm vậy? Vì tiền. Nhưng tao là bạn thân của mày mà. Bạn thôi chứ không có thân. Mày lúc nào cũng hơn tao. Cưới được vợ đẹp, giàu có, làm cái gì cũng thuận lợi, làm đâu thắng đó. Còn tao làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất. Cũng may mà ông trời mở lối cho tao gặp được tình địch của mày. Nó thuê tao, nó trả tao một số tiền lớn. Tao từ chối làm sao được. Thằng nào mà không ham tiền. Mày đừng có trách tao. Trời ơi, tao giết mày. Anh hai, bình tĩnh coi.
ngồi nè, em đánh chị giơ tay thôi. Anh biết sao lúc nào anh hai tôi cũng hơn anh không? Vì nó hên thôi. Không, vì anh á, vì anh lúc nào cũng ghen tị, hơn thua, đố kỵ với anh hai tôi. Trong khi anh hai tôi lúc nào cũng nhắc tốt về anh, ngày nào cũng nhắc anh, ngày nào cũng mong muốn gặp lại anh. Thậm chí anh nói hả, sau này anh có tiền, anh muốn làm cái gì, ước mơ của anh ở công ty, tất cả các thứ anh sẽ cho anh hết. Để rồi sao? Để rồi bây giờ gặp lại anh, anh chơi anh hai tôi vậy đó, anh coi được không? Từ ngày gặp lại anh, hai tôi vui lắm, vui còn hơn gặp vợ kìa. Anh coi tình bạn quan trọng hơn cả gia đình, còn anh coi anh hai tôi như cỏ rác. Đúng là chơi với bạn hết mình, bạn chơi mình hết hồn. Em thôi đi. Anh sai rồi. Tao xin lỗi. Tao sai rồi. Vợ mày đang gặp nguy hiểm á, mày đi cứu nó đi. Trời ơi, trời ơi, nãy giờ ông nói sớm. Đi đi, đi anh hai, đi, đi. Mày nhớ đi, vợ tao mà có gì tao không tha cho mày đâu. Thôi, đừng uống nữa, nãy giờ uống nhiều lắm rồi. Kệ em. Anh không thương em mà. Để anh nói cho. Chỉ có anh á là thương em thôi. Chỉ có anh á là thương em thôi. Tại sao anh lại đối xử với em vậy? Tại sao anh không thương em? Trời ơi, có một câu tại sao mà em hỏi anh hoài lắm, anh không biết trả lời tại sao luôn á. Của em nè. Cuộc đời em bất hạnh quá anh ơi. Cuộc đời em. Hân, em sao vậy Hân? Hân, em sao vậy? Hân, Hân, Hân. Cuối cùng thì em cũng thuộc về anh. Chết. Ủa, mày chạy cái nào nhanh vậy? Nhà tao mà. Mày đợi tao chút. Mày vẫn mặt tao hả? Tao để vợ tao xuống, tao chạy nãy giờ cũng mệt rồi. Thật. Giờ mày tính sao? Lâu ngày không gặp, cũng giỏi giỏi dữ ha. Cũng thường thôi. Làm trận cuối đi mày. Ba bảy. Nghe giỏi á. Ủa, mày sao vậy? Mày ổn không? Giỏi mày chết. Anh Lâm. Dạ. Dạ. Tự nhiên đi nhậu về, không vô phòng ngủ, nằm đây la làng gì vậy? Dạ ơi, em đừng bỏ anh nha vợ. Đừng đi theo người ta nha vợ. Người ta nào? Người yêu cũ của em á vợ. Anh bị điên hả? Rõ ràng anh nằm mơ anh thấy em quay về với người yêu cũ mà. Thôi, tôi chịu hết nổi anh rồi đó. Vợ. Cái gì?
Anh định nói gì em? Anh định khuyên em là hãy tin vào giấc mơ của anh. Thấy anh trở về, ủa lộn, thấy chị hai của em trở về với bộ cũ của chị hả? Hả hả? Đúng không, đúng không, đúng không? Anh thấy rõ ràng mà ta. Anh thấy rõ ràng mà ta. Em nói thiệt với anh đó hả? Em bó ta nay rồi. Suốt ngày say xỉn nhậu nhẹt rồi nằm mơ tầm bậy tầm bạ. Ở ngoài đã ghen, rồi ngủ cũng ghen luôn. Anh nghĩ sao đi ghen với người yêu cũ của bà vậy? Trong khi bộ bà mất lâu rồi. Không lẽ bà hẹn với dông? Rồi nhậu xong quên luôn thông tin đó luôn. Trời, vậy hả nữa? Vậy hả giống như là, ủa, anh không biết gì chơi vậy Út? Trời đất ơi. Bởi vậy, nhậu nhẹt cho cố vô. Anh hai, cái người mà lăng nhăng á, có bộ của mình là anh á. Mấy cái tin nhắn mà anh nhắn tin cho hot dog, hot girl á, chị hai đọc hết rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi, nhiều vậy hả, nhẹ nhàng quá vậy. Đọc hết luôn, mà chị hai không thèm nói một tiếng nào. Ôi, ủa vậy không? Ủa vậy hốt suốt ngày mà ngạc nhiên giống như cái chuyện gì hết trơn á. Hết rồi, nhưng mà chị hai không thèm lên tiếng thôi. Anh ở đó còn mà đặt ghen tuông bậy bạ. Ủa, thì ra nằm mơ bậy bạ không? Chứ còn gì nữa. Trời đất ơi, nhậu nhẹt hết ha. Hằng ngày làm mấy chai vậy nè. Rồi cái đầu lên men. Nó khùng, nó điên. Thấy không? Mà hay lắm, lúc tỉnh là hay lắm. Lúc tỉnh là đứng trước mặt chị hai. Để anh lo, để anh lo. Cuối cùng lo gì? Lo nhậu, lo làm biến, lo gái gú á. Nhưng mà anh cũng biết lo làm ăn mà Út. Ôi, mấy cái làm ăn nó chưa có đủ đâu anh. Đàn ông 4.0 bây giờ là biết lo trong lo ngoài, hiểu không? Ừ. Bước ra đường kiếm tiền được, về nhà phải biết phụ vợ, chứ không phải nghĩ mình kiếm được ba đồng ba cắt rồi cái đầu á lấy cái quyền quy đó đi nhậu đi có bồ. À, sai sai hoàn toàn, hiểu chưa? Ừ. Mệt quá, mỗi lần nói chuyện anh như cảm giác như mẹ dạy con vậy. Bởi vậy em ế chồng là đúng rồi. Anh hai à, em nói anh nghe nè. Ừ. Em trân trọng thông báo cho anh một thông tin cực kỳ quan trọng và nhẹ nhàng. Chị hai chán anh rồi. Ừ. Viết đơn rồi đó. Viết đơn gì Út? Ly dị. Trời ơi, giờ em phải làm sao Út? Thì anh nói để anh lo mà. Giờ anh lo đi. Ừ. Ừ. Chúc may mắn nha. Để anh lo. Một lòng yêu chỉ giờ thôi, còn một đời chỉ có giờ thôi. Sẽ luôn chung tình, sẽ yêu em nhiều thì không thay đổi. Anh trượng phu nhất lang, em hiền ngoan nhất dung. Cùng một lòng xây đắp ngày mai, dù cuộc đời tay lắm bàn tay. Dắt nhau qua ngàn với dâu đòa đầy tình còn mê say. Em người yêu của anh ơi, em người yêu của anh à. Em đừng lo lắng nha, vì đã có anh ở bên em à. Ba mẹ em để anh lo cho, anh chị em để anh lo luôn. Em chỉ lo nấu cơm, nhà cửa sớm hôm bồn phần giờ con. Yêu 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 là yêu em nhất, người vợ hiền ngoan nhất dùng ơi. Coi anh nè, dây to sức lớn, hứa trọn đời chăm sóc em nha. Đừng đời xa bể dâu có lắm, chỉ nhắm mắt lại đã có trượng phu lo. Trong tơ giò hay khó khăn sóng gió, có em rồi anh sẽ quyết vượt qua. Thầy không đối với nguyện một lòng yêu chỉ giờ thôi, trọn một đời chỉ có giờ thôi. Sẽ luôn chung tình, sẽ yêu em nhiều thì không thay đổi. Anh trượng phu nhất lang, em hiền ngoan nhất dung. Cùng một lòng xây đắp ngày mai, dù cuộc đời tay lắm bàn tay. Dắt nhau qua ngàn với dâu đòi đầy tình còn mê say. Em người yêu của anh ơi, em người yêu của anh à. Em đừng lo lắng nha, vì đã có anh ở bên em là. Ba mẹ em để anh lo cho, anh chị em để anh lo luôn. Em chỉ lo nấu cơm, nhà cửa sớm hôm bồn phần giờ con. Em người yêu của anh ơi, em người yêu của anh à. Em đừng lo lắng nha, vì đã có anh ở bên em là. Ba mẹ em để anh lo cho, anh
chị em để anh lo luôn. Em chỉ lo nấu cơm nhà cửa sớm hôm bồn phần giờ con. Chồng ơi chồng, chồng. Hả? Chút đơn hả? Không, chút đơn hả chị? Không có, vô ngủ. Ủa, ngủ hả vợ? Hả? Vợ, vợ. Em người yêu của anh ơi, em người yêu của anh à. Em đừng lo lắng nha, vì đã có anh ở bên em à. Ba mẹ em để anh lo cho, anh chị em để anh lo luôn. Em chỉ lo nấu cơm nhà cửa sớm hôm bồn phần giờ con.